Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình có một con men. Mình khách đi 7 xô. Nó bán lại là nguyên combo đó, mà chiếc đồ lễ anh bán nha các bạn nha. Men này sử dụng á, mấy bạn dạp hàng sò mấy bạn biết ha. Mình không có nói gì về cái sản phẩm của nó ha. Bao mấy bạn quýnh một cặp súp đơn 6 tấc từ 300, cộng thêm hai cặp full đơn 4 tấc từ 220. Chỉ nói nhiều đó thôi, anh em nào dạp đồ á, mua đồ dạp mấy bạn biết ha. Anh em nào dân thợ thầy đồ này kia dạp đồ biết. Ok, còn này dở, dởm, tét rẹn mắt. Hàng bao tất cả các bạn chơi vô tư, tối ngày sáng đêm. Đó, quay cho mấy bạn coi ha. Hàng này để được để đóng ở trong cái xe kéo bao bát, không có bưng bê gì hết. Và khi mà lắp ráp này kia đồ em rất là kỹ nên nó cũng không có chày nữa bạn ha. Không một vết xước đó, không một vết xước luôn. Bán vô luôn giá một với anh em luôn 8 triệu. Anh em nào mua thì hú em tiếng nha. À, ai mua cứ chuyển khoản cho em. Ok là lầm nha. Bây giờ lấy cái nắp này lại cái lắp ráp vô các bạn. Men 4 kênh nha bạn nha, men 4 kênh. Rồi. Chưa vô này. Xui cái thẹn như gái xui. À, nó đang dầm như mới. Này là của mặt tiền nha bạn nha. Ok. À, rồi anh em mua thì mua được thì cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em đã xem clip của em.